Hey, chào mọi người nha. Em lại lên một con máy đây. Một con Hitachi cho mọi người. Hitachi của Nhật. Mấy dòng Hitachi này thiết kế giống như Echo. Echo 3.500 đô mọi người. Này là mã nó là CS 35 EDS E3S. Máy còn khá là cứng đó mọi người. À, đẹp. Con này đẹp. Chỉnh lam ở trên lam luôn. Đẹp mọi người. Lam zin, hai mặt tiền chữ. Đẹp. Cái núm vú bơm zin của nó mới tinh là mọi người. Nấm này dùng chất lượng hơn rất là nhiều so với nấm mới bây giờ của Trung Quốc sản xuất. Này em chưa vệ sinh gì luôn nha, hàng bãi về chưa vệ sinh gì luôn á. Nguyên bản nó về sao mình để vậy luôn, quay luôn. Không có lau chùi gì luôn. Xịt nó xài xịt chung 91 nha mọi người. Làm nó tầm 4 tấc, 4 tấc rưỡi gì. Ơi, đó, zin. À, mọi người, tại vì sao mọi người để ý nha, tại vì sao mà mấy con Hitachi này là ở trong ấy nó có cái hiệu của Echo, nó có cái hiệu ba sọc của Echo, đó là nó cùng nhà máy với cùng thương hiệu nhà máy với Echo luôn á. Lọc gió nó đẹp. Đây em cũng mới mở ra luôn á, chứ chưa về chưa bữa. Nó đẹp, chế quanh pro nha mọi người. Bây giờ là tiếp tục là phần kéo hơi cho mọi người. Tổng thể là đẹp đấy, không thấy không có thấy bể vỡ gì. Vệ sinh ra là cái con này đẹp chín nút nha, em nói thật, cái đây là có sao mà nói vậy thôi. Ui, dây giật chân sáng. Con này con này em bao ship nhé, con này dùng gia đình nha mọi người. Con này tầm ba mấy, gần 35 cc. Con này em 1,8 triệu, em bao ship bao nòng luôn nha, bao ship bao nòng cho mọi người luôn. Chờ tí em mở buri xem máy có lửa không nha. Em sẽ bao nòng chứ em không bao lửa, nhưng mà em sẽ mở ra coi thử máy có lửa không. Con này về đổ xăng chắc nổ. Chờ em tí. Kiểm tra xem nó có lửa không nha. Vì máy nhiều thì giờ mới có thời gian. Lốc máy đẹp lắm mọi người. Vệ sinh ra đẹp. Này khả năng cao là độ xăng nổ đấy. Khỏi cần dọn. À, mọi người thấy có lửa nhé, ha, có lửa này mọi người. Lửa mạnh á, em thấy lửa mạnh á, nó tại cầm một tay nên là thông cảm tí. Rồi con này có khả năng cao là nó hầu như chắc chắn rồi đó, chắc chắn hết 99%. Buri rất là đẹp luôn, còn mới tinh luôn. Nói chung con này còn mới 90% vậy đó. Ok, 1,8 triệu em bao ship nha. Máy chưa dọn nha mọi người, chưa làm nổ. Và anh em cũng nói luôn là anh em biết máy chưa dọn như thế nào thì mua, còn mình không biết máy chưa dọn thì mình không nên mua, tại vì em cũng không phải, cũng không ai bán máy chưa dọn đâu.
ví dụ bãi nó mua máy bán máy chưa dọn thì nó cũng không có rảnh, nó ngồi nó chỉ từng người phải dọn máy như thế nào đâu nha mọi người, mình biết thì mình mua. Đó. Rồi con này là về để cưa gia đình nha mọi người, phụ tùng con này là y chang echo luôn, echo 3.000 năm rồi đó nha mọi người, 3.400 3.000 năm rồi á, nên anh em là mua phụ tùng nó sẽ có nhiều. 1.800.000 bao ship nha mọi người, máy đẹp e tự động luôn nha mọi người. Ok e tự động trợ lực, con này trợ lực luôn nha, hơi rất là nhanh, này là trợ lực nha mọi người, cái ổ giật nó là trợ lực á, máy trợ lực. Ok 1.800.000 bao ship nha, làm xích zin luôn, Hitachi luôn. Ok mình chỉnh tăng lam xích thì rất là đơn giản, nới lỏng hai ốc lam rồi nó có cái khe chỗ này này là mình xoay thôi, mình lấy vít dẹp á mình xoay đi là nó tự động tăng giảm thôi. Rồi chào mọi người.